trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Linh Hiền cùng các nghệ sĩ tiền bối có nhiều đóng góp cho sân khấu cải lương, cũng có mặt động viên cho các thí sinh. Ngoài ra còn có sự tham dự của các thành viên ban tổ chức, các phóng viên báo đài, quý khán giả và đặc biệt là các thí sinh của cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022. Kính thưa quý vị, một thành phần rất quan trọng góp phần làm nên thành công của cuộc thi, những người cầm cân nảy mực để thẩm định chuyên môn, tuyển chọn các nghệ sĩ tài năng, đề xuất ban tổ chức trao giải thưởng. Đó là hội đồng giám khảo, gồm các nghệ sĩ có uy tín, chuyên môn sâu, đảm trách nhiệm vụ quan trọng này. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu hội đồng giám khảo vòng sơ tuyển của cuộc thi. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng giám khảo. Và các ủy viên hội đồng, trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Kính thưa quý vị, nhằm hỗ trợ chuyên môn cho các thí sinh ở vòng chung kết thì ban tổ chức cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 đã thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn gồm những nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sân khấu cải lương. Hội đồng này sẽ theo dõi các bạn thí sinh trình diễn ở vòng sơ khảo, hỗ trợ tư vấn về chuyên môn cho thí sinh chuẩn bị tham gia vòng chung kết. Hội đồng tư vấn chuyên môn trân trọng giới thiệu thạc sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Diệu Đức, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chuyên môn. Và các thành viên hội đồng tư vấn chuyên môn, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, nghệ sĩ ưu tú Kim Phương. Một nét mới của cuộc thi năm nay chính là thank you.